Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Như vậy, sau hành trình 5 năm phát sóng, Đấu La Đại Lục đã đi tới hồi kết. Vậy thì diễn biến trong tập cuối này sẽ có gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nha! Đầu tiên, sau khi kết thúc tập 263, sau bao gian nan vất vả, Đường Tam cuối cùng cũng hoàn thành truyền thừa thần vị hải thân. Ngay sau đó, tranh thủ lúc đồng đội còn đang hấp thu hồn hoàn, Đường Tam đã liền dẫn theo Tiểu Vũ đi tới bờ biển để khiêu chiến Thiên Nhật Tuyết. Và rất nhanh, thần thức của Thiên Nhật Tuyết cũng đã cảm nhận được luồng khí tức của Đường Tam đang lao tới. Phiêu phù ở giữa không trung, thiên sứ thần trang trên người nàng cũng đã hoàn toàn biến thành một màu đỏ vàng lấp lánh. Còn ở phía bên kia, Đường Tam và Tiểu Vũ như không để ý đến nàng. Sau khi đến nơi, họ lại trao cho nhau những tình cảm mặn nồng. Bởi vậy, trước hình ảnh đó, sự phẫn nộ trong Thiên Nhật Tuyết trào dâng, nắm chặt thiên sứ thánh kiếm, ngay lập tức nàng liền chỉ về phía Đường Tam. Lúc này, cảm nhận được sát khí, Đường Tam lập tức thu Tiểu Vũ lại. Sau đó là gấn trên trán lóe lên, nương theo đó một cỗ năng lượng cuồng bạo liền tỏa ra. Ở phía đối diện, thần lực của Thiên Nhật Tuyết cũng liền bạo phát. Giờ khắc này đây, hai người liền tạo thành hai tình thế đối lập. Cuối cùng, sau một hồi nói những lời vô nghĩa, Đường Tam và Thiên Nhật Tuyết cũng liền lao vào chiến đấu. Giờ khắc này đây, lam quang lóe lên, sau lưng hải thần tám cánh bắt đầu triển khai, chiến giáp trên người Đường Tam cùng 10 hồn hoàn liền xuất hiện. Và đối diện với nó, Thiên Nhật Tuyết cũng đồng dạng làm ra bộ dáng y hệt, nương theo đó, 10 hồn hoàn trên người nàng cũng lóe sáng. Lúc này, ở trên không trung, bầu trời lúc này như chia làm hai nửa, một bên là vàng, một bên là xanh lam. Cuối cùng, cuộc chiến nổ ra, phát động công kích đầu tiên chính là Thiên Nhật Tuyết. Trên tay nàng, thiên sứ thanh kiếm giơ lên cao, sau đó liền nhắm thẳng vào đầu Đường Tam bổ xuống. Ở phía bên này, tam xoa kích trong tay Đường Tam cũng khẽ động. Ngay lập tức, trong tay hai người, thần khí cũng liên tục va chạm ở giữa không trung. Trên bầu trời, hai người giống như tia chớp, chỉ trong giây lát, thần khí đã không ngừng va vào nhau, tạo ra những luồng dư chấn mãnh liệt. Và tiếp theo, sau một hồi cận chiến, hai người cũng liền tách ra. Ở bên phía Đường Tam, thức thứ nhất vô định phong ba cũng liền thi triển. Còn phía bên này, trên tay Thiên Nhật Tuyết, thiên sư thanh kiếm cũng liền vẽ lên, một thức thái dương thanh kiếm cũng liền phóng thẳng về phía trước. Trong khoảnh khắc va chạm, đòn công kích của cả hai người cũng liền biến mất trong hư không. Thế nhưng, công kích của Thiên Nhật Tuyết vẫn chưa dừng lại. Lúc này đây, trên người nàng, hư ảnh thiên sứ cũng liền xuất hiện. Sau đó, thiên sứ thanh kiếm vung lên, một thức thiên sứ phán quyết có lực sát thương cực kỳ khủng bố cũng liền phóng thẳng về phía người Đường Tam. Đối diện với nó, trên người Đường Tam, hình thoi chất ngược hào quang đại phóng. Sau đó, một luồng ánh sáng đã liền phóng về phía đối diện. Giờ khắc này đây, không trung dường như hình thành hai thế đối lập, Đường Tam và Thiên Nhật Tuyết cũng không ngừng gia tăng thần lực của mình vào đòn công kích kia và duy trì nó. Với nữ nhân kia, từ trên tay nàng, một thức thiên sứ tinh lọc tạo thành hình chữ thập cũng liền phóng ra. Còn Đường Tam cầm toàn xoa kích huy vũ, trên tay anh ấy, thức thứ hai thiên tải không du đã ngay lập tức phóng thẳng lên không trung, khiến đất trời theo đó cũng bị rung động kịch liệt. Sau đó, tay phải khẽ động, nương theo đó, từ sâu bên trong không gian xanh thẳm, một con rồng vang lên những tiếng gầm thét cũng liền xuất hiện. Sau đó, phá vỡ không gian, nó lập tức phóng thẳng đến hình chữ thập và đỡ lại đòn công kích kia. Trong không trung, khi hai luồng năng lượng bùng nổ, bên trong đường kính hàng vạn thước, tất cả cũng đều trở nên vặn vẹo. Khi du chấn bạo phát, Thiên Nhật Tuyết vì thế cũng liền bị gấp bay về phía sau, nàng phải khá chật vật mới giữ được thân hình của mình. Còn Đường Tam, sau khi va chạm xảy ra, anh ấy không bị ảnh hưởng gì hết. Trong không trung, thân hình anh ấy vẫn phiêu phù ở chính giữa. Còn Thiên Nhật Tuyết, sau khi ổn định lại thân mình, thanh kiếm trên tay vẽ lên, ngay sau đó, thiên sứ lĩnh vực phóng ra. Nương theo đó, ở trên bầu trời, một con rồng tỏa ra hơi thở cuồng bạo cũng liền xuất hiện. Tiếp theo, từ nơi Thiên Nhật Tuyết đang đứng, thiên sứ thanh kiếm vung ra, một kích vạn dương lăng thiên cũng được thi triển. Ở phía bên kia, Đường Tam cũng làm ra bộ dáng tương tự. Nương theo đó, là gần trên tràn lóe lên, hải thần lĩnh vực cũng lập tức đại phóng. Lúc này đây, hư ảnh hải thần hiện lên khiến đất trời rung chuyển kịch liệt. Sau đó, một thức sóng biếc vô tận liền vẽ ra trên không trung. Thế nhưng, trong lúc Đường Tam thi triển luồng năng lượng kia, thì một kích vạn dương lăng thiên đã từ trên trời giáng xuống đỉnh đầu của anh ấy. Khi mặt trời đỏ gặp phải sóng biếc, thiên sứ thần đối diện hải thần, hai luồng thần lực va chạm, tiếng nổ lớn ầm ầm khiến cả Đấu La đại lục đều vì nó mà run rẩy. Trong phút chốc, luồng năng lượng nóng cháy đã bị màu xanh lam kia cắn nuốt và biến mất hoàn toàn. Chứng kiến chuyện này, Thiên Nhật Tuyết tràn ngập khiếp sợ, cơ thể nàng lúc này tràn ngập sự mệt mỏi ở bên trong. Thế nhưng, không chỉ vậy mà nàng dừng lại, mạnh mẽ cắn chặt đầu lưỡi, cơ thể nàng trong phút chốc phóng lên cao. Trong miệng phát ra một tiếng thét dài, tay cầm thiên sứ thanh kiếm, Thiên Nhật Tuyết xoay chuyển thân mình, đánh thẳng về phía Đường Tam. Đường Tam không chờ đợi, tam cánh sau lưng hơi động, tam xoa kích chỉ về trước, trực tiếp nhanh tiếp Thiên Nhật Tuyết đang bổ xuống. Chỉ trong tích tắc, thân thể hai người giữa không trung đã đang qua nhau nhanh như điện, từng luồng kinh khí cũng ầm ầm nổ vang khiến trời đất rung chuyển. Và sau một kiếm đắc thủ, Thiên Nhật Tuyết vẫn chưa dừng lại. Trong không trung, nàng liền xoay một vòng sau đó chém thẳng về phía Đường Tam. Đó là một đòn đó, trong tay Đường Tam bắn ra một điểm lam quang,
Lúc này đây, thời gian trôi chậm lại, từng động tác của Đường Tam cũng trở nên vô cùng kỳ dị. Sau đó, trên miệng hô lớn, thủ pháp ám khí đường môn quan âm hữu lệ cũng liền bắn thẳng về phía Thiên Nhật Tuyết. Nghe thấy nó, Thiên Nhật Tuyết đột ngột trở nên tán loạn, quang hòa màu vàng vốn dĩ công địch trong nháy mắt quay lại, thân thể của nàng liền bao phủ trong lớp phòng ngự màu vàng vững chãi. Ở phía xa, mắt nhìn dáng vẻ kinh hoàng đó của Thiên Nhật Tuyết, Đường Tam cười thầm, giọt nước khi nãy Đường Tam bắn ra chưa chạm tới Thiên Nhật Tuyết đã ngay lập tức vỡ tan. Thì ra, Đường Tam chỉ thử lòng Thiên Nhật Tuyết mà thôi, vậy mà nàng đã sợ hãi rồi. Lợi dụng điểm này, Hải Thần Tâm xoa kích trong tay xoay nhanh, thức thứ nhất vô địch phong ba cũng liền thi triển. Thế nhưng trong không trung, thấy Thiên Nhật Tuyết không có cơ hội phản kháng, Đường Tam đột nhiên dừng lại. Tiếp theo, anh ấy cũng không truy kích Thiên Nhật Tuyết nữa. Nhìn Thiên Nhật Tuyết trước mắt, Đường Tam liền nói với nàng, trận chiến hôm nay chính là trả lại nhân tình lúc trước. Thế nhưng sau này gặp lại, mình sẽ không cho nàng thêm một cơ hội nào nữa. Nghe xong những lời này, Thiên Nhật Tuyết cứng họng. Đối với nàng, trận thua này thật sự là cú sốc. Thật không ngờ, dù đã ở đẳng cấp của một vị thần, thế nhưng nàng và nam nhân kia lại chênh lệch nhiều đến vậy. Mặc dù không cam lòng, thế nhưng vì đại cục, nàng không nói thêm gì nữa mà liền quay người trở về Gia Lăng Quan. Còn Đường Tam, sau khi Thiên Nhật Tuyết rời đi, anh ấy cũng liền để Tiểu Vũ đi ra bên ngoài. Nói chuyện một hồi, hai người cũng liền trở về Hải Thần Đảo. Rất nhanh, sau một hồi phi hành, thân ảnh Đường Tam cùng Tiểu Vũ rất nhanh đã đáp xuống trước Hải Thần Điện. Ở phía xa, thấy Đường Tam xuất hiện, nhất thời toàn bộ thất thánh thủ hộ Hải Thần Đảo đều quỳ rạp xuống mặt đất hành lễ. Thấy thế, Đường Tam rất nhanh đã đi tới và đỡ họ đứng dậy. Sau đó dẫn theo mọi người, Đường Tam cũng liền đi vào bên trong Hải Thần Điện. Và cũng trong lúc đó, ở tại Vũ Hồn Điện, Bì Bì Đông lúc này đã bên trong mật thất cũng đang hoàn thành khảo nghiệm cuối cùng của La Sát Thần. Giờ đây, khuôn mặt của nàng đã trở nên vô cùng kinh khủng, sát khí cùng sư tá đã chiếm lấy và ăn sâu vào trong cơ thể của nàng. Trở lại Hải Thần Đảo, lúc này mọi người vẫn đang im lặng chờ đợi Tiểu Vũ hấp thu hồn hoàn. Cũng bởi thời gian cấp bách, thế nên Đường Tam quyết định sẽ giúp nàng. Nương theo đó, rất nhanh, Đường Tam cũng liền ngồi xuống phía sau Tiểu Vũ và đặt hai tay vào sau lưng của nàng. Nương theo thần lực đi vào bên trong cơ thể, kinh mạch của Tiểu Vũ rất nhanh đã được Đường Tam khơi thông điều khiển. Bởi vậy, dưới sự trợ giúp của Đường Tam, Tiểu Vũ đã hấp thu xong cái hồn hoàn thần ban thứ nhất và thu được một cái hồn hoàn 10 vạn năm. Khi tỉnh lại, Tiểu Vũ liền quay đầu lại và kinh hô lên một tiếng. Tuy nhiên, Đường Tam đã liền bảo nàng lấy ra hồn hoàn thần ban thứ hai và hấp thu nó. Nghe vậy, Tiểu Vũ cũng liền làm theo lời anh ấy. Nương theo đó, cũng giống như cái hồn hoàn thứ 8, dưới sự trợ giúp của Đường Tam, Tiểu Vũ rất nhanh cũng đã đạt được cái hồn hoàn thứ 9, có niên hạn là 10 vạn năm. Thế nhưng, khi tất cả tưởng chừng như kết thúc thì dị biến lại xảy ra. Ở phía sau Tiểu Vũ, một dòng khí lạnh đột nhiên chảy vào cơ thể nàng. Thế vậy, Đường Tam vô cùng hoảng sợ, thế nhưng khi anh ấy kịp phản ứng lại thì cũng đã muộn. Lúc này đây, lực lượng tới từ Tu La Thần kia rất nhanh đã tràn vào cơ thể của Tiểu Vũ và hoàn toàn bao phủ nàng lại bên trong. Cuối cùng, sau khi Đường Tam kiểm tra, anh ấy liền kinh ngạc phát hiện, kinh mạch của Tiểu Vũ giờ đây đã trở thành màu vàng tràn ngập hơi thở thần thánh, Tu La thần lực đã trở thành màu đỏ sẫm tràn đầy hàn khí và sát khí. Không những thế, nhờ có cố lực lượng mạnh mẽ đi vào, vốn Tiểu Vũ chỉ đạt 95 cấp đỉnh, giờ đã lập tức đổ 96 cấp. Thế nhưng, trong lúc mọi người không để ý, ở phía xa, thanh Tu La ma kiếm đột nhiên di động, sau đó dần bay về phía của Đường Tam và Tiểu Vũ. Cảm nhận nguy hiểm, Đường Tam đã ngay lập tức dùng Hải Thần thần lực ngăn nó lại. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc đó, Tiểu Vũ đang ngăn anh ấy lại, dường như nàng cảm nhận được thanh kiếm đó đang tìm tới mình. Thế nhưng sau khi nghe xong, Đường Tam lại vô cùng lo lắng, phải mất một hồi Tiểu Vũ mới thuyết phục được nam nhân kia. Lúc này, khi Hải Thần thần lực vừa tiêu biến, rất nhanh Tu La ma kiếm đã liền đi tới và dung nhập vào người Tiểu Vũ. Nương theo đó, cơ thể Tiểu Vũ lúc này cũng liền bị bao phủ bởi một màu đỏ sẫm, luồng khí lạnh cũng không ngừng trào ra. Cuối cùng, trải qua một hồi lâu, luồng khí lạnh cũng từ từ biến mất. Tiểu Vũ cũng chậm chậm mở hai mắt nhìn mọi người. Ở bên cạnh, nhìn mọi người như vậy, Đới Mộc Bạch cũng liền lên tiếng. Tiểu Tam, chúng ta nhanh đi thôi. Gia Lăng Quan có thể đang gặp phải nguy hiểm. Ngay vậy, Đường Tam cũng liền gật đầu đáp ứng, sau đó cùng mọi người tiến ra ngoài. Nhìn bảy vị thủ hộ, anh ấy cũng liền dặn dò họ một chút, sau đó liền rời đi. Nhưng theo đó, lấy ánh sáng hải thần bao phủ lấy bảy người, chỉ trong nháy mắt, mọi người đã lập tức phóng người về phương xa. Đến khi hư ảnh hiện ra, lúc này họ cũng đã tới Tử Chân Châu Đảo và ngay lập tức xuất hiện trước mắt bảy người chính là Cát Tường, đệ tử của Đường Tam. Lúc này đây, nhìn thấy lão sư, Cát Tường vô cùng vui sướng và Đường Tam cũng vậy, thấy học trò của mình ngày càng tiến bộ, anh ấy cũng rất vui mừng. Và sau một hồi nói chuyện, Đường Tam liền điểm lên mi tâm Cát Tường một đạo ấn ký để anh ấy có thể tới Hải Thần Đảo tu luyện. Chưa hết, sau đó Đường Tam còn đưa cho đệ tử một cái hồn hoàn thần ban và dặn Cát Tường đợi đến khi hấp thu hồn hoàn thứ 9 hãy dùng nó. Xong hết mọi việc, Đường Tam của mọi người cũng liền rời đi.
Nhìn theo bóng dáng Đường Tam, thanh âm Cát Tường có chút khàn khàn, nước mắt cũng liền rơi xuống trên gương mặt của anh ấy. Ở phía xa, khi Tử Chân Châu đi tới, thấy Cát Tường đột nhiên như vậy, cô ấy cũng ngay lập tức hỏi nam nhân kia tại sao lại như vậy. Và đáp lại, Cát Tường cũng liền khoe với nàng, lão sư vừa tới, thế nhưng người lại đi luôn rồi. Từ nay, anh ấy đã có thể tự hào mình chính là đệ tử của Hải Thần. Thời gian trôi qua, cũng trong lúc đó, ở tại thành Gia Lăng Quan xuất hiện ở vị trí trung tâm chính là Kim Ngạc Đấu La cùng 5 vị cung phụng. Lúc này, 6 người đang bàn nhau về việc của Thi Nhật Tuyết, nàng đã thành thần, thế nhưng lại chưa tới đây, chuyện này làm những người kia có chút lo lắng. Thế nhưng đột nhiên, đang trong lúc bàn bạc, chớp mắt Tam cung phụng đột nhiên xuất hiện một điểm sáng. Ngay lập tức, hắn ta cũng liền thất thanh hô lớn chỉ về phía trước, nương theo tiếng kinh hô đó, một luồng kim quang sáng chói dần hiện lên. Chứng kiến chuyện này, tất cả đều kinh hãi, trên miệng lắp bắp không nói thành lời. Cuối cùng, khi hư ảnh Thi Nhật Tuyết hiện ra trên bầu trời, cả 6 vị cung phụng liền quỳ rạp xuống đất, sau đó đồng thanh hô lớn, "Thiên sứ hàng lâm!" Nương theo âm thanh vang vọng, lúc này tất cả quân sĩ cũng đồng thời quỳ rạp xuống mặt đất, cung kính hướng thiên sứ thần hành lễ. Và sau một hồi đứng ở giữa không trung, đón nhận hào quang chói lọi, Thi Nhật Tuyết cũng liền tiến tới chỗ của 6 vị cung phụng. Sau đó, nàng cũng liền hỏi họ về tình hình tại thành Gia Lăng Quan, và ngay lập tức, Kim Ngạc Đấu La cũng lập tức thuật lại toàn bộ cho nàng. Nghe xong, Thi Nhật Tuyết thở dài nhìn về phía trước nhỏ giọng, "Đường Tam, ngươi chính là khắc tinh của ta." Cuối cùng, sau khi khôi phục tâm tình, nàng cũng liền hướng về phía trước mà nói, "6 vị cung phụng, chỉnh quân, ngày mai xuất chiến, lần này chúng ta phải đánh tan triệt để đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc." Nói xong, nàng quay người lại, ánh mắt tràn đầy gợn ý cũng liền hướng về phương xa. Và cũng trong lúc đó, ở tại Đại Doanh Thiên Đấu Đế Quốc, rất nhanh, tin tình báo cũng đã được truyền tới Đại Doanh. Bởi vậy, ngay lập tức, một cuộc họp đã liền được mở ra. Lúc này đây, sau khi nghe được tin tình báo, mọi người cũng không khỏi lo lắng. Nhất là những người biết một chút sự tình tại Võ Hồn Đế Quốc, họ cũng không giấu giếm nữa, rất có thể người mới tới đây chính là cường giả trăm cấp. Nghe xong những lời này, tất cả đều rơi vào trong một mảng im lặng đến đáng sợ. Đến lúc thanh âm Đường Hạo vang lên, mọi người mới dần dần hồi tỉnh lại. Cuối cùng, vì để trấn tĩnh lại mọi người, Hoàng đế Tuyết Băng đành phải biện ra vài lời sau đó nói, "Các vị không cần lo lắng, ta vừa nhận được tin tức lão sư đã hoàn thành thần cấp truyền thừa, trong 2 ngày tới sẽ quay lại Đại Doanh. Chỉ cần chúng ta kiên trì, đến lúc lão sư quay lại, chúng ta sẽ phá hủy Gia Lăng Quan, bình định Võ Hồn Đế Quốc." Nghe những lời này, tất cả cũng đều phải kinh ngạc, trong mắt bọn họ cũng liền hiện lên những sự vui mừng. Bởi vậy lúc này, sĩ khí của tất cả mọi người đã trào dâng, khi được hỏi, họ dõng dạc đáp lại, "Tử chiến không lùi." Nghe được thanh âm đó, Hoàng đế Tuyết Băng vô cùng mừng rỡ, và sau một hồi bàn bạc, cuối cùng cuộc họp cũng chấm dứt. Khi tất cả mọi người rời đi, đại sư mới chậm rãi tiến tới trước người Tuyết Băng hỏi về chuyện vừa rồi của Đường Tam. Và đáp lại đại sư, Tuyết Băng cũng nói cho ông biết sự thật. Nghe xong, mọi người sắc mặt cũng có chút khó coi. Thế nhưng cho dù là như vậy, Tuyết Băng vẫn là như thế, trên mặt tràn đầy quyết tâm hô lớn. "Chúng ta không thể lui quân, binh bại như núi đổ, kiên trì đợi lão sư trở về. Nếu như thực sự không kiên trì được, dù bỏ mạng cũng muốn bỏ mạng trên chiến trường, tuyệt không thể bỏ mạng trên đường bại lui." Nghe xong, Đường Hạo khoái chí cười lớn nói, "Tốt, không hổ là đồ tôn của ta. Không sai, người nói rất đúng, cho dù tử trận cũng không được lùi bước." Nghe xong, tất cả mọi người cũng khoái chí cười lớn. Sau đó, họ liền sai người đi lấy rượu và cùng nhau uống một trận thống khoái. Khi bình minh ló dạng, thành Gia Lăng Quan lúc này đây đã lại một lần nữa xuất hiện những tiếng kèn trống dữ dội. Nhưng theo đó, cảnh tượng vô cùng hùng tráng lại hiện lên một lần nữa, và đứng ở giữa không phải ai khác mà chính là Tuyết Băng Hoàng đế. Cuối cùng, nói những lời khiến sĩ khí toàn quân tăng lên đến đại thịnh, sau đó tất cả mọi người đã lập tức tiến về thành Gia Lăng Quan. Nhưng theo khoảnh khắc đó, thành Gia Lăng Quan giờ đây đã rung động lên những trận rung động mãnh liệt. Cả hai bên, quân đội đều đã được tăng cường tới trạng thái mạnh nhất, họ xếp thành những hàng dài, trên gương mặt cũng bừng bừng khí thế. Rất nhanh, hàng vạn hồn sư cùng binh sĩ, tất cả đều đã tạo thành hàng ngũ chỉnh tề xuất hiện tại Gia Lăng Quan. Lúc này, một cảnh tượng hào hùng hiện lên và bên phía Võ Hồn Đế Quốc xuất hiện ở chính giữa, đó chính là Thiên Sứ Thần Thi Nhật Tuyết. Sau đó, nói vài lời khích lệ toàn quân khiến sĩ khí của họ tăng lên đến đỉnh điểm, cuối cùng nàng cũng liền tuyên bố toàn quân khai chiến. Nương theo âm thanh vang vọng, nhất thời một cảnh tượng hào hùng liền diễn ra và dưới sự chỉ huy của những vị tướng lĩnh, ngay lập tức hai bên liền lao vào nhau mà chiến. Nương theo đó, một cảnh tượng khói lửa mịt mù cũng liền xuất hiện tại Gia Lăng Quan. Có thể nói, dưới sự chỉ huy và sắp xếp tài tình, rất nhanh hai bên đều đã có những lợi thế riêng dành cho mình trong trận đánh lớn. Thế nhưng, đang trong lúc hai quân đang chiến đấu trong khói lửa mịt mù, đột nhiên thanh âm Đường Tam vang dội khắp đất trời vang lên nói, "Hải thần Đường Tam ở đây, Thiên Nhật Tuyết ở đâu?" Nương theo thanh âm chấm dứt, ở bên phía đại quân Thiên Đấu Đế Quốc, hư ảnh Đường Tam cùng 7 người trong Sử Lai Khất Thất Quái cũng liền xuất hiện.
Lúc này đây, hào quang trên người Đường Tam rất nhanh đã tỏa ra khắp đất trời. Ở bên cạnh, trên người lục quái, chín hồn hoàn tỏa ra hào quang rực rỡ cũng liền hiện ra. Chứng kiến hình ảnh này, Tuyết Băng vui sướng ngay lập tức rút ra thiên tử kiếm hô lớn. Hải thần hàng lâm, Lam Hạo Vương vạn tuế. Nương theo thanh âm chấm dứt, chừng những tướng sĩ đang đánh trận, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, sau đó đồng thanh hô lớn. Ở phía xa, nhìn Đường Tam như vậy, tất cả mọi người, ai ai cũng cảm thấy phấn khích. Đường Tam thành thần, rốt cuộc một vị thần cũng xuất hiện. Và ngược lại, ở phía bên kia, chứng kiến cảnh tượng này, Lục Đại Cung Phục mặt mày cũng không khỏi biến sắc nhìn Thiên Nhận Tuyết. Và đáp lại, Thiên Nhận Tuyết cũng không có giấu, nàng cũng nói cho họ biết Đường Tam đã thành thần. Thế nhưng nàng cũng không sợ hãi, ngay lập tức thân hình liền phóng lên kèm theo thanh âm vang vọng đáp. Thiên sứ thần Thiên Nhận Tuyết ở đây. Nương theo đó, trên bầu trời, phân nửa là màu vàng, phân nửa là màu xanh lục và xanh lam, trong suốt mỗi thứ chiếm một nửa. Khi thần lực tỏa ra, nhất thời, khí thế hai quân cũng tăng lên đến cực hạn. Trên cái chuyện này, mọi người cũng không khỏi hưng phấn. Và rất nhanh, cuộc chiến thần cấp nổ ra, vỗ cánh bay lên không trung, Đường Tam cùng Thiên Nhận Tuyết đã xảy ra va chạm. Giữa không trung, hai người như tia chớp, chỉ trong phút chốc đã lao vào nhau tới hàng trăm lần, khiến người ta phải giật mình sợ hãi. Ở phía dưới, đại chiến cũng ngay lập tức nổ ra, giữa không trung, hồn hoàn sáng chói trên người những vị cường giả cũng liền sáng lên, sau đó lao về phía trước. Rất nhanh, từng người một thân ảnh sau khi rơi xuống đã liền chia nhau ra, đối diện với cường giả của Võ Hồn Đế Quốc. Nhất thời, một trận chiến hỗn loạn giữa toàn quân cũng liền nổ ra, cảnh tượng khói lửa rất nhanh đã bao trùm lấy nơi này. Ở vị trí trung tâm, nhìn Đường Tam cùng Thiên Nhận Tuyết chiến đấu, Hoàng đế Tuyết Băng nhìn cảnh tượng này cũng có chút hưng phấn. Trăm vạn khủng binh oanh liệt khủng giúp xông lên, tâm tình mỗi người lúc này đều trở nên kích động vô cùng. Ở trên trời cao, lúc này cuộc chiến giữa Đường Tam và Thiên Nhận Tuyết cũng đã vô cùng gay cấn. Lấy Đường Tam làm trung tâm, một cách nhất khứ bất phản đã ngay lập tức phóng thẳng về phía đối thủ của mình. Ở phía bên kia, đón nhận một kích này, Thiên Nhận Tuyết vung kiếm, nương theo đó những đạo tàn kiếm cũng ngay lập tức xuất hiện. Sau đó, trường kiếm xoay tròn hóa thành những vệt sáng liền đánh thẳng vào Tam Xoa Kích đang lao tới. Trong khoảnh khắc hai kiện thần khí va chạm, một vụ nổ đã liền bạo phát, làm nơi đây rung động kịch liệt, chấn động toàn quân. Thế nhưng, tưởng chừng như Thiên Nhận Tuyết đã hóa giải được một kích kia, thì đột nhiên thần lực của Đường Tam lại gia tăng, làm nàng phải vất vả chống đỡ. Chỉ trong thoáng chốc, chiến đạo công kích liên tiếp đã liền đánh ra. Bởi vậy, sau một hồi chống đỡ, Thiên Nhận Tuyết đã liền bị chấn bay lùi lại, còn Tam Xoa Kích nó cũng xoay vòng sau đó liền trở lại trên tay Đường Tam. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết đã vô cùng chật vật, một kích vừa rồi đã làm nàng tỉnh ngộ. Bởi vậy, ngay lập tức, cầm lấy Thiên Sứ Thánh Kiếm, nàng cũng liền ngưng tụ thần lực lại trên đỉnh đầu của mình. Giờ khắc này đây, Thiên Nhận Tuyết đã hoàn toàn biến đổi. Lúc này, nàng như một bầu trời tỏa ra hào quang rực rỡ. Ở phía bên kia, Thiên Nhận Tuyết như vậy, tám cánh sau lưng Đường Tam cũng khẽ động. Ngay lập tức, hải thần thần lực cũng rất nhanh đã đi vào trong cơ thể biến bầu trời hoàn toàn bị che phủ bởi màu xanh lam huyền bí. Lúc này, nương theo thần lực của hai người ngưng tụ, bầu trời theo đó cũng chia làm hai nửa, một là vàng cam nóng cháy và một là xanh lam huyền bí. Ở phía dưới, cuộc chiến lúc này cũng đã bước vào hồi gay cấn. Hàng trăm đạo khủng binh không ngừng lao vào nhau, đối chiến. Nhất thời, khói lửa mịt mù khiến chiến trường lại càng thêm hỗn loạn. Ở phía trung tâm, lúc này, lục quái cùng với 6 vị cung phụng cũng đang trình diễn những màn chiến đấu siêu hạng. Lấy Châu Vinh Vinh làm tâm điểm, hào quang chói lọi tỏa ra, một hư ảnh cửu bảo lưu ly tháp khổng lồ xuất hiện, liền tiến hành tăng phúc cho đồng đội. Đầu tiên là đứng Mục Bạch, ngay khi đón nhận tăng phúc, một con bạch hổ đã liền cất lên tiếng gầm mạnh mẽ lao lên. Ở bên cạnh, Chu Chúc Thanh cũng liền hóa thành những vệt đen bao quanh người anh ấy, tùy thời có thể gây sát thương đến đối thủ. Còn trên không trung, ngay khi Mã Hồng Tuấn thi triển hồn kỹ thứ 5 Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ, bầu trời lúc này cũng đã bị bao phủ bởi một màu đỏ rực. Ở phía dưới, Áo Tư Tạp cũng không thua kém, ngay lập tức ăn vào một cái hương tràng, ngay lập tức hư ảnh bạch hổ sau lưng cũng liền xuất hiện. Còn Tiểu Vũ, ngay khi đón nhận tăng phúc, nàng liền thi triển vũ hồn chân thân, hóa thành 6 hư ảnh giống mình y đúc sau đó lao lên. Ở phía đối diện, 6 vị cung phụng cũng không dám coi thường, ngay lập tức họ cũng liền toàn lực chống đỡ. Nương theo đó, công kích trên người bọn họ cũng rất nhanh, liền xuất hiện đón đỡ Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ cùng công kích đang phóng tới. Tuy nhiên, Kim Ngạc Đấu La vẫn là người bị chăm sóc kỹ nhất. Ngay khi bắt đầu, hắn ta đã bị Mã Hồng Tuấn toàn lực công kích. Còn bên cạnh, dưới sự cuồng bạo của Đới Mộc Bạch, ba gã cung phụ cũng lập tức hợp lực vây công. Thế nhưng đáng tiếc, ngay khi công kích chuẩn bị va chạm, ở giữa không trung, một con U Minh Bạch Hổ khổng lồ mọc ra hai cánh lại đột nhiên xuất hiện và liền phá tan đi ba đòn công kích kia, rồi gấp văng bọn họ ra xa. Sau đó, nó liền hướng Kim Ngạc bổ tới phối hợp cùng Mã Hồng Tuấn toàn lực công kích. Bị dồn vào đường cung, Kim Ngạc Đấu La gầm lên, hư ảnh cá sấu khổng lồ cũng liền xuất hiện, tung ra một kích mạnh nhất, đánh thẳng về phía Mã Hồng Tuấn. Cũng bởi vậy, đón nhận một đòn này, Mã Hồng Tuấn đã ngay lập tức bị chấn bay ngược lại, thân thể hiển nhiên là bị thương không hề nhẹ.
Tuy nhiên, cùng lúc đó, U Minh Bạch Hổ cũng đã lao tới. Ngay lập tức, nó liền bổ một chảo thẳng xuống đỉnh đầu Kim Ngạc, đánh bay con cá sấu kia ra xa. Đến khi dừng lại, trên miệng Kim Ngạc cũng liền thổ huyết, hư ảnh chân thân cũng liền biến mất. Hiển nhiên, hắn ta đã bị thương nặng và mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng, lục quái tình hình cũng không tốt lắm. Ngay khi đón nhận công kích của Kim Ngạc, Mã Hồng Tuấn đã liền ăn vào gương chàng rất nhanh, cũng đã trở lại cùng Lục Cung Phụng đối chiến. Còn Áo Tư Tạp, dù có chiếc Vinh Vinh phụ trợ, thế nhưng đối đầu với Cung Phụng Võ Hồn Đế Quốc, anh ấy cũng phải chịu thêm một chút. Ở bên cạnh, phân thân của Tiểu Vũ cũng đã bị vỡ mất khá nhiều, lúc này cũng chỉ còn 5 cái. Tuy nhiên, cho dù là như thế, thân thể nàng vẫn vô cùng uyển chuyển. Rất nhanh, nàng đã liền cùng với Tam Cung Phụng đối chiến. Và sau một hồi giằng co, khi bị tên kia lao tới công kích, Tiểu Vũ đã liền lùi lại. Sau đó, nàng liền lấy ra Phật Nộ Đường Liên và bắt đầu khai mở. Không những thế, trên tay khác của nàng, Khổng Tức Linh cũng đã xuất hiện. Nhưng theo từng giây trôi qua, ánh mắt của mọi người theo đó cũng chẳng ngập sự sợ hãi xuất hiện. Thế nhưng tất cả đã muộn. Chỉ trong tích tắc, đó Phật Nộ Hỏa Liên kia đã bay ra, sau đó bạo nổ tạo nên một sự chấn động lan tỏa toàn chiến trường. Cùng lúc đó, Khổng Tức Linh cũng liền phóng ra rất nhiều ám khí, liền phi thẳng đến đám hồn sư cấp thấp của Vũ Hồn Điện. Lúc này đây, một vụ nổ bạo phát, đến khi mọi thứ trở lại, chỉ thấy Tâm Cung Phụng đã bị chấn bay, thân thể chẳng chỉ như vết thương quỵ xuống. Thế nhưng mà kệ hắn ta, Tiểu Vũ vẫn chưa dừng lại, thân thể nhanh như chớp, nàng liền lao tới chụp lấy người tinh kia và quăng lên không trung. Sau đó, thi triển bạo sát bát đoạt xuất, Tiểu Vũ cũng liền đá văng Tâm Cung Phụng lên cao và chấn nát cơ thể của hắn. Cuối cùng, một kích đạp bắn xuống mặt đất, nương theo đó, một vụ nổ cũng liền bạo phát, đến khi lớp bụi qua đi, chỉ thấy thân thể tinh kia đã bị phá nát nằm bất động. Ở gần đó, Đường Hạo cùng Đường Khiếu cũng chẳng thua kém. Trong tay Đường Khiếu, Hạo Thiên Chùy rất nhanh đã đánh cho hàng ma phải bại lui. Còn Đường Hạo cầm trên tay cây búa lớn, Hạo Thiên Đấu La đã liền thi triển Đại Tu Di Chùy cùng ba tên Phong Hào Đấu La đối chiến. Và chỉ sau tích tắc, ngay khi hồn hoàn thứ nhất bùng nổ, trong ba gã đó đã ngay lập tức có một tên bỏ mạng dưới cây búa khổng lồ. Nhìn huynh đệ Đường Hạo như vậy, Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La cũng không kém. Ở xung quanh họ, bốn tên Phong Hào Đấu La cũng đang bị hành cho ra bã. Còn Hoàng Kim Thiết Tam Giác, rất nhanh họ cũng liền lao tới đánh tan đám hồn đấu la cùng hồn sư dưới 80 cấp. Nhất thời, đại chiến đường ngược khí thế đã triển khai. Rất nhanh, Thiên Đấu Đế Quốc đã chiếm được thế thượng phong trước Võ Hồn Đế Quốc. Ở trung tâm chỉ huy, mắt thấy quân mình chiếm được lợi thế, Tuyết Băng đã ngay lập tức giơ cao kiếm lên quát lớn: "Ba quân tướng sĩ, tất cả xung phong!" Ngay lập tức, một cảnh tượng tấn công mãnh liệt xuất hiện, hàng trăm nghìn kinh kỵ binh nối đuôi nhau hướng về Gia Lăng Quan tấn công mạnh mẽ. Lúc này đây, khắp nơi đã bị bao phủ bởi khói lửa mịt mù, một cảnh tượng hỗn loạn xảy ra, cuộc chiến có thể nói là vô cùng kinh khủng. Đến lúc này, Kinh Ngọc Đấu La đã nhận ra sai lầm của mình. Ngay lập tức, ông liền ra lệnh cho toàn quân rút lui vào thành Gia Lăng Quan. Thế nhưng ở phía xa, Tứ Cung Phụng cùng Ngũ Cung Phụng chưa muốn rút lui, thấy U Minh Bạch Hổ có chút suy kiệt, họ cũng liền lao tới. Và quả nhiên, bọn họ đã đúng, ngay khi giải trừ Võ Hồn Dung Hợp Kỹ, Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh cũng đã rơi vào tình trạng suy kiệt. Thế nhưng cũng đúng vào lúc đó, từ nơi Chu Vinh Vinh đang đứng, sáu đạo ánh sáng đột nhiên lóe lên, sau đó liền rơi vào trên người họ. Cũng bởi vậy nhận được tăng phúc, ngay lập tức hai người liền phá tan đi công kích của hai tên cung phục kia, sau đó đồng thời phát động phản kích. Trong khoảnh khắc va chạm, hai tên cung phục kia lập tức bị chấn bay ngược lại, thân thể bắn mạnh xuống mặt đất, chỉ chút nữa thôi đã bỏ mạng mất rồi. Còn Chu Trúc Thanh và Đới Mộc Bạch, sau một kích đó, họ cũng liền lấy ra gương chàng tới từ hồn kỹ thứ 9 của Áo Tư Tạp và ăn vào rồi từ từ hồi phục. Khi đã đạt tới trạng thái mạnh nhất, dung hợp kỹ lại một lần nữa dung hợp, sau đó lao thẳng về phía đám hồn sư dưới 80 cấp đang tụ tập đông đúc nhất. Mắt thấy chuyện này, Kim Ngạc Đấu La liền hô lớn kêu gọi phe mình ngăn cản U Minh Bạch Hổ lại. Bởi vậy, nến chịu đựng, Tứ Cung Phụng và Ngũ Cung Phụng đã liền lao lên. Thế nhưng đúng vào lúc đó, Đường Hạo lại đột nhiên xuất hiện. Sau đó, cầm Hạo Thiên Chùy chỉ thẳng vào Tứ Cung Phụng và Ngũ Cung Phụng quát lớn: "Đối thủ của các ngươi là ta!" Nương theo tiếng quát, rất nhanh, cây búa khổng lồ kia đã liền lao tới và đập thẳng xuống người của Tứ Cung Phục và Ngũ Cung Phục cùng hai gã Phong Hào Đấu La, khiến họ phải chật vật chống đỡ. Còn U Minh Bạch Hổ chỉ trong nháy mắt lao tới, nó như một cơn lốc, chỉ trong thoáng chốc đã thổi bay đi sinh mạng của rất nhiều hồn sư tại nơi này. Thế nhưng, trong lúc hỗn loạn đó lại không có ai để ý tới một con rắn xanh đang chậm rãi bỏ ở dưới mặt đất. Sau đó, kịch độc của nó bắt đầu phát tán, nương theo đó, khắp nơi trên tường thành Gia Lăng Quan, toàn bộ cũng đã bị bao trùm. Ở trên cao, chứng kiến chuyện này, ngay lập tức, Mã Hồng Tuấn đã liền hô lớn kêu Đới Mộc Bạch quay về. Bởi vậy, phát động một đòn mạnh mẽ cuối cùng, sau đó, Đới Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh cũng liền quay trở lại. Ở trên tường thành, thấy U Minh Bạch Hổ biến mất, Kim Ngạc cũng khẽ thở dài. Tuy vậy, chưa kịp cho hắn vui mừng thì Độc Đấu La đã xuất hiện. Nhìn thấy hình ảnh này, Kim Ngạc Đấu La sợ hãi, đến khi hắn ta phát hiện ra thì đã muộn. Nương theo bàn tay Độc Đấu La chỉ xuống,
Ngay lập tức, từng dòng người có thể ngã xuống và bị độc tố xâm hại cơ thể. Chứng kiến cảnh tượng ngàn người đang dần ngã xuống, Độc Cô Bác lạnh người, hiện tại cho dù muốn thu hồi độc tố cũng đã không còn cơ hội nữa. Cũng trong lúc đó, ở một nơi tăm tối, lúc này Bỉ Bỉ Đông thân hình đã trở nên rất đáng sợ, bao trùm lấy nàng chính là một màu tím lịm. Dường như nàng đang đột phá tiến tới những khảo nghiệm cuối cùng trên con đường hoàn thành thần vị La Sát Thần của mình. Còn tại Gia Lăng Quan, ngay thời điểm trận chiến bên dưới phát sinh kịch độc, ở trên không trung, cuộc chiến của hai vị thần cũng đã đến hồi gay cấn. Lúc này đây, sau một hồi tích xúc, năng lượng Thái Dương Chân Hỏa cùng Hải Thần Thần Lực cũng rất nhanh đã ngưng tụ tới trạng thái mạnh mẽ nhất. Sau đó rất nhanh, hai người đã liền mạnh mẽ lao vào nhau và va chạm. Nhất thời, trong khoảnh khắc hai thanh thần khí va chạm, kinh khí cũng liền bạo phát. Thế nhưng, hiện tại, công kích của Thiên Nhật Tuyết càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Tuy vậy, Đường Tam lại chỉ phòng thủ, bởi vì anh ấy biết Thiên Nhật Tuyết đang muốn đồng quy vu tận. Chính vì thế, anh ấy sẽ không mắc bẫy. Ở phía đối diện, Thiên Nhật Tuyết hiểu được Đường Tam muốn làm tiêu hao thần lực, không cho mình cơ hội đồng quy vu tận. Bởi vậy, nàng không tiến hành tấn công nữa mà đột nhiên dừng lại. Sau đó, nàng cũng liền hỏi nam nhân kia tình huống của độc đấu la ở phía dưới. Thế nhưng đáp lại, Đường Tam vẫn vô cùng lạnh lùng. Cũng bởi vậy, điều này đã làm Thiên Nhật Tuyết vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên, ngoài miệng nói vậy, thế nhưng Đường Tam cũng vô cùng bất an. Bởi vậy, ngay lập tức, làm như ý Thiên Nhật Tuyết, anh ấy liền tung ra một đòn toàn lực. Nương theo đó, hào quang chói lóa xuất hiện, toàn bộ hải thần thần lực lúc này đã liền dung nhập vào tam xoa kích. Thân hình chợt lóe lên, mang theo vô số tàn ảnh, Đường Tam đã phóng đến sát bên người Thiên Nhật Tuyết. Bởi vậy, thấy Đường Tam thi triển một cách toàn lực, Thiên Nhật Tuyết cũng không chậm trễ, ngay lập tức lấy lực lượng mạnh mẽ nhất trực tiếp nghênh đón. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm vang, cả hai người đều bị chấn bay ngược lại và bị thần lực của đối phương xâm nhập cơ thể. Thế nhưng rất nhanh, sau khi thân thể dừng lại, rất nhanh họ cũng liền khu trừ đi luồng thần lực đó, sau đó công kích lần hai ngay lập tức thi triển. Với Đường Tam, chiêu thức thứ 10 trong thập tam kích thi triển, một thức hải chi dương trong nháy mắt cũng liền phát động. Ở phía bên kia, Thiên Nhật Tuyết còn kinh khủng hơn, trước người nàng, bộ thiên sứ thần trang giờ đây đã hoàn toàn vỡ nát. Sau đó, sức mạnh của nó cũng liền chậm rãi dung nhập vào thanh kiếm trên tay của nữ nhân kia. Nương theo đó, một đưa ảnh thiên sứ chi thần khổng lồ cũng liền xuất hiện. Lúc này đây, không gian đã bị xé rách, một cách mạnh mẽ nhất từ trước đến nay rất nhanh đã được Thiên Nhật Tuyết thi triển, đánh thẳng về phía Đường Tam. Và đón nhận nó, thức thứ 10 của Đường Tam khi trước chưa đánh ra mà đột nhiên thu hồi. Sau đó, hải thần thần trang đột nhiên tách ra. Nương theo đó, hư ảnh tam xoa kích khổng lồ liền hiện lên giữa không trung. Trên miệng gầm lên, Đường Tam hét lớn quát. Nhân kích hợp nhất, đầu chuyển tinh di. Nương theo âm thanh chấm dứt, thân thể khẽ động, Đường Tam liền cầm tam xoa kích huy vũ. Sau đó, ở giữa không trung, thức cuối cùng trong thập tam kích cũng liền được Đường Tam phát động, đánh thẳng về phía đối thủ của mình. Trong khoảnh khắc va chạm, kim quang tỏa ra khắp bầu trời, một luồng năng lượng kinh khủng bạo phát khiến khắp nơi đất trời cũng phải rung động kịch liệt. Lúc này, khi năng lượng khủng bố ấy bạo phát, Thiên Nhật Tuyết không còn sức lực cũng ngay lập tức rơi xuống. Ở phía dưới, mắt thấy tràng cảnh này, Kim Ngạc Đấu La mạnh mẽ gầm lên, ngay lập tức ông liền lao tới tự bạo thân thể mình để đỡ Thiên Nhật Tuyết lại. Cũng nhờ vậy, Thiên Nhật Tuyết sau khi rơi xuống tường thành mới không bị tổn thương, ngay lập tức nàng liền lệnh cho toàn bộ giúp quân. Nương theo đó, rất nhanh, những vị cung phụng còn sống đã liền phóng người theo Thiên Nhật Tuyết và bảo hộ nàng. Ở trên không trung, sau một kích vừa rồi, Đường Tam rất nhanh đã hồi phục lại. Ngay lập tức, anh ấy cũng liền lao theo truy đuổi. Trong tay, Hải Thần Tam Xoa Kích huy vũ, một thức ngàn năm không du đã liền phát động phóng thẳng về phía Thiên Nhật Tuyết đang tháo chạy. Chứng kiến chuyện này, vì để cứu Thiên Sứ Thần, Tứ Cung Phụng và Ngũ Cung Phụng lập tức quay đầu lại. Sau đó, gần một tiếng, bọn họ liền lao lên tự bạo thân mình lao tới cản đi một kích của Đường Tam. Cũng nhờ thế, Thiên Nhật Tuyết rất nhanh đã né được một kích này. Tuy vậy, ba tiên phong hảo đấu la bên cạnh lại không thể, bởi vậy họ cũng liền bị cuốn vào và bỏ mạng. Còn Đường Tam, lúc này thấy cảnh Gia Lăng Quan bị chìm trong độc tố, anh ấy cũng không truy kích nữa. Ngay lập tức, giơ cao tam xoa kích lên cao, Đường Tam liền dùng hải thần thần lực tạo thành một dòng nước ập xuống Gia Lăng Quan, xua tan đi khí độc. Cuối cùng, dòng nước chảy ra ngoài liền tạo thành một dòng sông xanh thẳm chứa đầy độc tố. Sau đó, nó liền được Đường Tam cuốn lên không trung và biến mất. Nương theo động tác chấm dứt, đón nhận được luồng ánh sáng của thần. Lúc này, những tiếng kinh hô hải thần vạn tuế đã liền vang lên. Còn bên trong thành, binh sĩ của Vũ Hồn Đế Quốc chứng kiến một màn này cũng sợ hãi. Ngay lập tức, họ liền buông binh khí xuống đầu hàng vô điều kiện. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc này, ấn ký trên trán của Đường Tam đột nhiên lóe lên. Cũng vì vậy, cảm nhận không ổn, Đường Tam liền giao lại việc trong thành cho Tuyết Băng. Sau đó, anh ấy cũng liền dựa theo thần lực lưu lại, lao theo truy đuổi Thiên Nhật Tuyết. Thế nhưng, cũng đúng lúc Đường Tam đuổi đến nơi, lúc này Thiên Nhật Tuyết lại đột nhiên biến mất, thần niệm lưu lại của mình cũng bị chặt đứt. Nhanh chóng dò xét, thế nhưng Đường Tam cũng không phát hiện được gì. Bởi vậy, anh ấy liền quay về đại doanh nhưng lòng lại vô cùng bất an.
Và rất nhanh, sau khi Đường Tam trở về, thành ra Lăng Quan lúc này cũng đã được đại quân Thiên Đấu Đế Quốc tiếp quản. Một cuộc họp bàn về trận chiến đã liền diễn ra, và tất nhiên, thắng lợi này ban thưởng với tất cả mọi người đều là vô cùng hậu hĩnh. Nhất là Học Thiên Tông, nhờ có lời của Đường Khiếu, Hoàng đế đã ngay lập tức ban cho họ một đặc ân riêng biệt. Và cũng đang trong lúc mọi người đang cùng bàn chiến sự thì ở bên ngoài, Đường Tam đã đi vào. Ngay lập tức, anh ấy liền trở thành tâm điểm của sự chú ý. Lúc này đây, trước mặt các tướng sĩ, ngay cả Tuyết Băng cũng phải hành lễ. Còn Đường Hạo nhìn con trai, ông ấy rất vui mừng và tự hào. Ông con trai một cái ôm thật mạnh, tâm tình của Đường Hạo lúc này như lên đến đỉnh điểm. Còn Đường Tam, sau khi ôm chặt Đường Hạo, anh ấy cũng liền hướng về phía đại sư nói: "Lão sư, người cả đời cực khổ lại không có con cái. Tuy rằng ngài không phải là cha ruột của ta, nhưng trong lòng ta, ngài sớm đã cân bằng với phụ thân Đường Hạo rồi. Phụ thân, xin nhận một lệ này của Đường Tam." Nói xong, Đường Tam liền hướng về đại sư hành lễ. Chứng kiến Đường Tam như vậy, thêm vào đó lại được Đường Hạo đồng thuận, đại sư không khỏi xúc động ôm Đường Tam vào lòng. Nhất thời, những giọt nước mắt hạnh phúc trên gương mặt ông đã rơi. Bao nhiêu năm nay, đại sư đã chịu nhiều bất hạnh, chính Đường Tam đã là người đem lại cho ông sự hạnh phúc. Cũng bởi vậy, nhất thời khi niềm vui vỡ òa, ông liền ngất đi trong niềm hạnh phúc. Thế nhưng, rất may, Đường Tam đã liền dùng thần lực của mình chữa trị. Bởi vậy, đại sư sau một đoạn thời gian nghỉ ngơi đã liền bình phục. Còn Đường Tam ở lại phòng nghị sự bàn bạc, dưới sự thống nhất của mọi người, anh ấy liền đề cử Đường Khiếu dẫn theo đệ tử Hạo Thiên Tông cùng Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn trở về Tinh La Đế Quốc. Và cứ thế, thời gian trôi qua, khi bình minh ló dạng, rất nhanh, Đường Khiếu cùng ba thành viên trong thất quái đã lên đường trở về Tinh La Đế Quốc. Còn Đường Tam cùng đồng đội của mình, trong thời gian đó, họ cùng nhau nghỉ ngơi và thư giãn sau những ngày mệt mỏi. Thế nhưng, cũng trong lúc đó, tin cấp báo của đệ tử Mẫn Đường đột nhiên xuất hiện, ngay lập tức là mọi người phải kinh hoàng. Theo trinh sát do thám được, ở phía Vũ Hồn Đế Quốc, đột nhiên xuất hiện binh mã đang hướng về Gia Lăng Quan. Biết được tin tức này, Đường Tam cùng những vị tướng sĩ cũng không khỏi lo lắng, xuất hiện tới 10 vạn quân, đây không phải là chuyện nhỏ. Theo suy đoán của họ, hiện tại tới đây cũng chỉ có duy nhất một người, đó chính là Thinh Nhiệt Tuyết mà thôi. Và rất nhanh, ngay khi biết tin, Đường Tam của mọi người đã có mặt trên tường thành Gia Lăng Quan để quan sát. Lúc này đây, khi đại quân của Võ Hồn Đế Quốc ngày một tới gần, cảm giác bất an đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Đường Tam. Lấy thần lực của Đường Tam hiện tại, cho dù là thần cũng không thể dò xét được khí tức của đối phương ở trước mắt. Và rất nhanh, khoảng cách giữa hai bên cũng ngày một tới gần. Sau đó, ở phía xa, đột nhiên phóng lên hai đạo thân ảnh. Nương theo hai đạo thân ảnh phóng lên, bầu trời cũng liền bị chia làm hai nửa, một vàng và một tím sẫm. Mắt thấy Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhật Tuyết cùng nhau xuất hiện, thần lực trên người tỏa ra, Đường Tam cũng liền bay thẳng lên không trung đối diện với họ. Sau đó nhìn nữ nhân chớp mắt, Đường Tam cất lời nói: "Bỉ Bỉ Đông, ta đoán không lầm, ngươi cũng đã trở thành thần." Nghe vậy, thanh âm cười rùng rợn của Bỉ Bỉ Đông liền vang lên đáp: "Tiểu tử, không ngờ sao, không chỉ có hai người các ngươi, ta cũng đã kế thừa được thần vị của La Sát Thần. Ngay khi ta bắt đầu, hồn lực của ta đã đạt 99 cấp. Nếu không phải do ta đang tiếp nhận khảo hạch truyền thừa của La Sát Thần, người sao có thể dễ dàng đánh bại được ta? Hiện tại, sau 20 năm, ta rốt cuộc cũng đã hoàn thành quá trình truyền thừa La Sát Thần, ta đã trở lại, đấu la đại lục từ nay về sau là thế giới của ta." Nghe thấy những lời này, Đường Tam rốt cuộc cũng hiểu được nguyên nhân lúc trước vì sao mình có thể đánh bại được những nhân kia. Tuy nhiên, anh ấy vẫn chẳng hề sợ hãi. Hiện tại, đối diện song thần, Đường Tam vẫn vô cùng tự tin. Cũng vì vậy, sau khi nói những lời dư thừa, Đường Tam đã ngay lập tức động thân. Sau đó, anh ấy liền lao về phía hai vị thần kia và cùng họ đối chiến. Bởi vậy, ngay lập tức, thần khí trong tay xuất hiện, Đường Tam cùng Bỉ Bỉ Đông và Thinh Nhật Tuyết đã liền phóng người tới, cùng đối phương thì nhau va chạm. Lúc này đây, tốc độ của họ là cực kỳ nhanh, lấy lực lượng thần cấp, thần khí trong tay họ cũng liền liên tục vung lên, đánh về phía đối thủ của mình. Và rốt cuộc, sau một hồi va chạm, cảm nhận được thần lực của đối phương là vô cùng mạnh mẽ, hai bên cũng liền tách nhau ra. Phiêu phủ giữa không trung, tám cánh sau lưng nháy mắt mở rộng, cầm tam xoa kích trong tay, Đường Tam cũng liền lao thẳng về phía Thinh Nhật Tuyết. Mắt thấy Đường Tam động thân, thiên sơ thanh kiếm của Thinh Nhật Tuyết dựng thẳng lên, kim quang theo đó liền sáng lên trực tiếp đón nhận công kích. Phía bên kia, Bỉ Bỉ Đông thanh liêm đao cử đại cũng lặng yên huy động. Sau đó, một thanh đao màu tím khổng lồ chém thẳng đến sau lưng Đường Tam. Cảm thấy nguy hiểm, Đường Tam ngay lập tức dừng lại. Hải thần thần trang trên người ầm ầm nổ tung, quang mang chói mắt trong nháy mắt khép lại. Bản thể, áo giáp cùng hải thần tam do kích liên hợp làm một, biến thành một thanh tam do kích thật lớn đón nhận công kích của Bỉ Bỉ Đông. Ngay sau đó, cầm tam do kích huy vũ, Đường Tam liền sử dụng đầu chuyển tinh di khiến thanh liêm đao bị đổi hướng bay thẳng về phía Thiên Nhật Tuyết. Mắt thấy công kích đổi hướng, tử ảnh chợt lóe lên, Bỉ Bỉ Đông nhấc tay một cái, thanh liêm đao thứ hai đã liền phóng tới. Đón nhận một kích này, Đường Tam lập tức sử dụng vô địch phong ba, vẽ lên một vòng lớn trên không trung. Khi song phương va chạm, kinh khí văng rồi khắp nơi này, thần lực của họ liền chấm bay đối thủ ngược về phía sau. Thế nhưng, sau một kích đó, Đường Tam cũng không có dừng lại,
Ngay lập tức, thân thể đã lần thứ hai lao về phía Thiên Nhật Tuyết. Và đối diện với nó, Thiên Nhật Tuyết thân thể cũng liền khẽ động. Cùng lúc đó, bộ thiên sứ thần trang trên người nàng cũng hoàn toàn phá nát. Lúc này đây, một vòng lửa thật lớn bùng nổ trong không trung, khiến Thiên Nhật Tuyết tựa như một mặt trời nóng cháy. Quang mang màu đỏ kim trong nháy mắt bộc phát, sáu cánh trong nháy mắt khép lại, Thiên Nhật Tuyết lúc này đã chuẩn bị tung ra một kích mạnh nhất. Nhìn thấy cơ hội tốt như vậy, trên tay Bỉ Bỉ Đông, hai thanh liêm đao cũng đồng thời hợp lại, hóa thành một thanh liêm đao khổng lồ đánh về phía trước. Đón nhận hai đòn công kích chí mạng từ trước mặt lẫn sau lưng truyền đến, Đường Tam lúc này cũng phải liều mình. Trong nháy mắt, toàn bộ 10 cái hồn hoàn thần cấp nổ tung, áo nghĩa của đại tu di trì cũng liền thi triển, đem toàn bộ năng lượng rót vào bên trong tam xoa kích. Sau đó, tam xoa kích khổng lồ trong không trung huy vũ, 13 thức hợp một và hải thần thần lực đang ngay lập tức phát động. Nâng theo đó, một cách hải thần hoàng hôn đem một nguồn năng lượng khủng bố bạo phát đã liền đánh thẳng về phía Thiên Nhật Tuyết. Khi hai cốt thần lực va chạm, số khoảnh khắc bùng nổ, lúc này khoảng không đã trở nên chói lòa, tất cả giờ cũng không thấy gì nữa. Tuy vậy, ngay khi hai đòn công kích kia vừa va chạm thì lúc này là sắp ma liêm của Bỉ Bỉ Đông cũng đã đánh đến sau lưng Đường Tam. Đối mặt với liêm đao, Đường Tam tám cánh sau lưng khép lại. Ngay lập tức, anh ấy liền đem la sắp ma liêm giữ chặt trong đó. Cũng vì vậy, sau một hồi cố gắng chống chịu, tám cánh sau lưng Đường Tam cũng bị rạn nứt. Cuối cùng, sau khi tám cánh bị cắt đứt, liêm đao đã liền đánh trúng thân thể Đường Tam, khiến nam nhân kia bị thương nặng. Thế nhưng, Thiên Nhật Tuyết cũng không khá hơn, khi bị tam xoa kích đánh tới, nàng cũng không thể né tránh. Bởi vậy, nàng liền bị chiến kích lẹp mép một bên tay. Mắt thấy tràng cảnh này, Bỉ Bỉ Đông đổi giận gầm lên, sau đó nàng liền dùng thần lực kéo Thiên Nhật Tuyết trở lại. Khi Thiên Nhật Tuyết trở về, lúc này nàng đã không còn một chút sức lực nào nữa. Bởi vậy, nàng liền rơi vào trạng thái hôn mê. Còn Đường Tam, ở trên không trung, gầm lên mạnh mẽ, anh ấy liền cầm chặt thanh la sắt ma liêm cử đại xuất ra khỏi ngực của mình. Ở phía dưới, Đường Hạo gầm lên, sau đó ông cũng liền phóng người về phía Bỉ Bỉ Đông. Trong khoảnh khắc đó, ông cũng liền đem chín hồn hoàn đồng thời phá vỡ, dùng tầm bộ năng lượng bùng nổ dưới một kích này. Và song song với Đường Hạo, hồn kỹ thứ 9 Thần Long Hóa Cốt của cốt đấu la thi triển, một con cốt long thật lớn cõng trên mình kiềm đấu la cũng bay lên. Ở phía đối diện, Bỉ Bỉ Đông tay phải khống chế liêm đao trên cực Đường Tam, tay trái liền điều khiển quang mang màu tím đem đỡ lấy một kích tạc hoàn toàn lực của Đường Hạo. Trong khoảnh khắc va chạm, Bỉ Bỉ Đông cũng có chút ngạc nhiên. Một kích này của Đường Hạo như vậy lại có thể đạt được lực lượng của thần cấp. Và cũng đúng vào lúc đó, phía bên kia, Đường Tam nhờ việc Bỉ Bỉ Đông mất tập trung, anh ấy cũng liền cầm liêm đao trên ngực nhanh chóng rút ra. Trên cái chuyện này, Bỉ Bỉ Đông tức giận, ngay lập tức nàng liền khống chế thanh ma liêm trên tay Đường Tam khiến nó chợt nổ tung. Bởi vậy, nó liền phá vỡ hải thần thần trang của Đường Tam khiến anh ấy bị thương nặng, thân thể vô lực cứ thế rơi xuống. Thế nhưng cùng lúc đó, ở phía dưới, lúc này, kiếm đấu la nhân kiếm hợp nhất từ trên con cốt long cũng đã nhảy lên phóng thẳng đến Bỉ Bỉ Đông. Lúc này đây, trong mắt vị kiếm đấu la đã tràn ngập ý chí quyết tử tung ra một kích mãnh liệt nhất từ khi sinh ra cho tới bây giờ. Cùng với kiếm đấu la, thân thể khổng lồ của cốt đấu la cũng bành trướng, sau đó liền đâm thẳng vào thân thể Bỉ Bỉ Đông. Ở phía xa, Chữ Vinh Vinh, Áo Tư Tạp cùng Tiểu Vũ nhận được tin thì lúc này mới tới nơi, mắt thấy tràng cảnh này, họ chỉ biết hét lên thất thanh mà thôi. Còn Bỉ Bỉ Đông đối diện với hai vị phong hào đấu la toàn lực công kích. Quang ảnh lóe lên, chỉ trong tích tắc, nàng đã xuất hiện ở trước người Đường Tam. Lúc này, nơi nàng vừa đứng chỉ còn lại 9 thanh ma liêm hiện ra để đỡ lấy một kích toàn lực kia mà thôi. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ âm bầm chợt bạo phát, còn con long khổng lồ kia chợt nổ tung, thần sắc kiếm trong nháy mắt cũng gãy đoạn. Nhất thời ở phía dưới, chứng kiến hai vị phong hào đấu la bỏ mạng, những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt của mọi người. Còn Đường Tam đối mặt với Bỉ Bỉ Đông chợt xuất hiện, nhất thời tử quang lóe lên, hai đạo ánh sáng từ trong mắt liền phóng thẳng về phía của nàng. Khi bị luồng kim quang phát ra từ hai mắt của Đường Tam đánh trúng, cả người Bỉ Bỉ Đông giống như bị mất ý thức, máu trên miệng cũng không ngừng trào ra. Thậm chí, ngay cả bộ la sắt thần trang cũng biến mất. Thế nhưng, tình huống của Đường Tam còn thê thảm hơn. Sau khi va chạm, Đường Tam lúc này với thân thể trọng thương cùng sức lực cạn kiệt đã liền rơi vào hôn mê, thân thể cứ thế rơi xuống ra lăng quan. Còn Bỉ Bỉ Đông, mặc kệ thương thế, nên liền dùng toàn lực hướng song trảo về phía Đường Tam, ý đồ kết liễu đối thủ. Bởi vậy, chỉ trong tích tắc, thủ trảo kia đã phóng tới và xuyên qua người Đường Tam. Sau đó, suốt trái tim ra ngoài, Bỉ Bỉ Đông cũng liền một tay bóp nát. Ở phía dưới, bất kể là ai, trong khoảnh khắc này, những tiếng gào thét cũng liền vang lên. Trên gương mặt họ, nước mắt cũng liền trào ra hướng về phía Đường Tam và đỡ lấy nam nhân kia. Còn Bỉ Bỉ Đông, sau khi lấy mạng được Đường Tam, thanh âm nàng liền vang lên nói: "Các người hãy nghe cho rõ, 3 ngày sau, tất cả phải tuyên bố đầu hàng cho ta, nếu không, ta sẽ huyết tẩy Thiên Đấu Đế Quốc. Tiểu Cương, 3 ngày này là do ta để mặt ngươi và cấp cho, cẩn thận khuyên bảo Thiên Đấu Đế Vương, lực lượng của thần là không thể chống lại." Nói xong, hư ảnh chợt biến mất, Na Liếm mang Thiên Nhật Tuyết cùng Hồ Lịt Na rời đi, thế nhưng tiếng cười rùng rợn vẫn còn vang vọng mãi. Ở phía xa, lúc này, tất cả mọi người đã vây kín xung quanh Đường Tam, nước mắt của họ cứ thế trào ra, trên miệng cũng không ngừng gào thét.
Thế nhưng trong lúc đó lại không có ai để ý tới Trước Phong Trí. Ông vẫn đang chống gậy bước đi thu thập từng mảnh vụn thân thể của Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La vụn vãi rơi trên mặt đất. Còn vây quanh đường Tam, Tiểu Vũ là người khóc nhiều nhất, tiếng hét cứ thế vang vọng, một cảnh tượng thê lương hiện lên trước tường thành. Trong đầu mọi người, từng kỷ niệm với đường Tam lại ùa về, dường như với họ đó là những kỷ niệm đẹp nhất với nam nhân kia. Cuối cùng, gạt đi nước mắt, Đường Hạo gầm lên hết lớn nói: "Tiểu Tam, ta còn nghĩ đợi đến khi chiến tranh kết thúc sẽ cùng với mẹ ngươi cả nhà sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng hiện tại, xem ra ta không còn cơ hội nào nữa rồi. Trên đường đi xuống suối vàng, ngươi chậm chân một chút, đợi ta theo với." Nói xong, Đường Hạo liền xoay người tiến về phía trước. Nhất thời, khi bị áo tư tạp cản lại, ông lại lùng quát: "Buông ra, trong số các người, có ai có thể quay về? Chuyển đời của ta cho A Ngân, ta không còn mặt mũi nào nhìn nàng nữa. Cả đời của ta chưa từng vì đứa con này mà làm cái gì. Hôm nay, ta sẽ liều cái mạng này vì nó." Thế nhưng, khi thanh âm Đường Hạo vừa dứt, ở bên cạnh, đại sư đã ngay lập tức vang lên nói: "Tiểu Tam không chỉ có một phụ thân là ngươi, còn có ta nữa. Báo thủ cho con, như thế nào lại thiếu phần ta? Đường Hạo, chúng ta cùng nhau lên." Thế nhưng không chỉ hai người kia, Liễu Nhị Long rất nhanh cũng đã tiến tới sánh bước cùng với đại sư. Đồng thời, Thất Bang lúc này cũng đã rút ra trường kiếm. Sau đó nhìn qua Long, anh ấy lạnh lùng nói: "Nguyên soái, sau khi ta đi, mọi chuyện trong Gia Lăng Quan giao lại cho ngươi. 3 ngày sau, ngươi thống lĩnh tướng sĩ đầu hàng võ hồn đế quốc, quyết không được phản kháng." Thế nhưng ngay xong, Qua Long lại không nhận lệnh, ông quỳ một chân xuống đất, sau đó hô lớn nói: "Bệ hạ, ta nguyện cùng bệ hạ đồng sinh cộng tử. Thiên Đấu đế quốc không có tướng sĩ hèn nhát, bệ hạ cho phép lão thần theo ngài cùng đi." Nhất thời, theo thanh âm Qua Long nguyên soái vang vọng, những tiếng hô đồng thanh từ hàng vạn quân đột nhiên vang lên quát: "Quyết tử không hàng!" Nương theo âm thanh của hàng ngàn người vang vọng, nhất thời ở phía xa, Bỉ Bỉ Đông cũng nghe thấy. Quay đầu lại, nàng cười khẩy: "Không hàng, được thôi, 3 ngày sau ta nhất định sẽ quyết tẩy Gia Lăng Quan." Nói dứt lời, nàng liền để thân thể Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhiệm Tuyết xuống đất, thế nhưng trái với mong đợi. Ngay khi biết tin Đường Tam bỏ mạng, hai người lại chẳng vui mừng gì. Với Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na cũng không dám trách móc. Thế nhưng, Thiên Nhiệt Tuyết thì lại khác. Biết tin này, nàng vô cùng lạnh lùng. Nam nhân mà mình yêu bị nữ nhân kia lấy mạng, nàng vô cùng phẫn nộ. Cuối cùng, nàng nhìn Bỉ Bỉ Đông nói: "Đường Tam chỉ có thể bỏ mạng trong tay ta, nhưng ngươi lại ra tay với hắn. Bỉ Bỉ Đông, ngươi cũng lấy mạng ta luôn đi. Nếu không sau này, nhất định ta sẽ là địch nhân của ngươi." Nghe thấy những lời này, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên do dự, bàn tay giơ lên định làm gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, nhìn Thiên Nhiệt Tuyết, nàng nói: "Muốn chống lại ta sao? Trước tiên, hãy khôi phục lại cánh tay đã mất của ngươi rồi hãy nói tiếp." Và cũng trong lúc đó, ở tại Gia Lăng Quan, lúc này, trước khi thế tới Tử Đại Quân, Độc Đấu La đột nhiên nhìn qua Long Nguyên Soái nói: "Bệ hạ nói đúng, không cần phải hy sinh vô ích, cho dù các ngươi có nhiều hơn gấp đôi đi nữa, cũng không có thể tạo thành uy hiếp gì cho Bỉ Bỉ Đông. Lập tức từ bỏ ngay ý niệm toàn lực liều mạng khởi đầu đi, các ngươi căn bản còn không có cơ hội chạy đến trước mặt binh lính Võ Hồn Đế Quốc." Nói xong, ông cũng liền quay đầu lại, nhìn Đường Hạo và đại sư, ông thở dài nói: "Đi thôi, ta cũng muốn làm chút gì đó cho tiểu quái vật." Thế nhưng, không chỉ có thêm Độc Cô Bác, ở bên cạnh, Áo Tư Tạp liền hít một hơi thật sâu, sau đó cũng liền khí thế quát: "Tiểu Tam là huynh đệ của chúng ta, đời lão đại không có ở đây, ta chính là người lớn nhất trong Sử Lai Khắc Thất Quái, ta đi cùng với mọi người." Và ở phía sau anh ấy, Trương Vinh Vinh rất nhanh cũng đã đuổi theo nhưng liền bị Áo Tư Tạp ngăn lại. Tuy vậy, nàng lại không chịu buông tay nam nhân kia. Và rốt cuộc, sau một hồi ngăn cản bất thành, Áo Tư Tạp đành để Trương Vinh Vinh quyết tử cùng mình. Nắm tay nhau, hai người cũng liền tiến về phía trước. Và cũng đúng vào khoảnh khắc đó, khi hai người vừa bước tới, ở giữa nắm tay hai người, một luồng ánh sáng đột nhiên lóe lên. Hai người vô tình phát hiện, chính bản thân mình cùng đối phương lại có được một loại võ hồn dung hợp kỹ. Cẩn thận kiểm tra lại, hai người nhận ra loại võ hồn dung hợp kỹ này có khả năng giúp Đường Tam sống lại. Bởi vậy, ngay lập tức, Áo Tư Tạp cùng Trượng Vinh Vinh liền nói mọi người dừng lại. Sau đó, hai người cũng nói cho mọi người biết về võ hồn dung hợp kỹ của mình. Ngay xong, mọi người vô cùng vui mừng. Bởi vậy, ngay lập tức tất cả đã liền quay lại, sau đó đưa Đường Tam trở về bên trong Gia Lăng Quan. Cuối cùng, khi đã chuẩn bị xong xuôi, bọn họ cũng lập tức bắt tay vào quá trình hồi sinh một vị thần. Nương theo đó, khi toàn bộ tinh khí thần của hai người theo cánh tay hòa vào nhau, một vòng tròn của hồn hoàn thứ 9 cũng liền sáng lên và bao phủ lấy cơ thể của hai người bọn họ. Lúc này, ở bên ngoài tất cả mọi người đã không nhìn thấy gì nữa, giờ đây họ chỉ thấy một tầng hào quang đang bao phủ hai người kia mà thôi. Theo thời gian trôi qua, sau lưng hai người cũng liền xuất hiện bóng dáng của cửu thải thần nữ và thực thần. Hai người như hòa quyện vào nhau và gặp lại làm một trong luồng ánh sáng chói lóa đó. Cuối cùng, trên tay bọn họ, một quả cầu năng lượng mạnh mẽ cũng liền dung nhập vào cơ thể của Đường Tam. Nương theo luồng ánh sáng đi vào, vết thương trên cơ thể Đường Tam cũng dần lành lại. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc đó, luồng khí thế lạnh lẽo trên người Tiểu Vũ đột nhiên xuất hiện, sau đó bao phủ toàn bộ nơi này.
Thì ra, đây chính là Tu La Thần xuất hiện, sau đó dùng thần lực của mình ngăn cách ấn ký mà La Sát Thần lưu lại trên người của Đường Tam. Bởi vậy, ở trong mật thất, Bì Bì Đông sau khi khôi phục lại thần hồn, nàng sau khi tỉnh lại, đột nhiên phát hiện thần niệm mình lưu lại trên người Đường Tam đã biến mất. Bởi vậy, theo nàng suy đoán, thần hồn của Đường Tam đã tiêu tan. Khẽ cười, sau đó nàng lại nhắm hai mắt của mình và tiến vào trạng thái tu luyện khôi phục thực lực. Thế nhưng, cũng trong lúc đó, ở bên ngoài, từ khắp nơi trên hải thần đảo hay từ trên người những binh sĩ ở bên ngoài kia, một luồng ánh sáng nhấp nháy đột nhiên xuất hiện, sau đó hội tụ lại một điểm. Và điểm đến của nó chính là cơ thể đang nằm bất động, ở chính giữa, đây chính là tín ngưỡng của hàng ngàn hàng vạn sinh linh đang cầu nguyện vì Đường Tam. Nên theo khoảnh khắc đó, trái tim của Đường Tam cũng dần có sức sống trở lại. Sau đó, thời khắc ngắn ngủi trôi qua, thần hồn của Đường Tam bước ra, từ cánh cửa màu lam cũng liền dung nhập vào bên trong cơ thể của anh ấy. Một luồng ánh sáng lóe lên, sau đó Đường Tam liền tỉnh táo trở lại. Sau phút này, Đường Tam đã thật sự đứng trước mặt mọi người, hải thần đã sống lại. Còn Tiểu Vũ, mắt thấy Đường Tam hồi sinh, nàng cũng liền ngất đi, luồng khí lạnh kia cũng từ từ biến mất, cho dù Đường Tam cũng không cảm nhận được. Còn Đường Tam, nhìn qua mọi người một lượt, anh ấy liền dùng hải thần thần lực chiếu vào người họ, giúp tinh khí thần của họ dần hồi phục. Đồng thời, anh ấy liền hướng về phía mọi người, nói một lời cảm ơn thật sâu sắc. Thế nhưng ngay lúc đó, Tuyết Băng lại đột nhiên quỳ xuống trước mặt anh ấy nói: "Lão sư, nếu theo tình cảm mà nói, ta thật sự không muốn ngài trở lại chiến trường. Thế nhưng, đế quốc cần ngài che chở, ta..." Nghe vậy, Đường Tam mỉm cười, anh ấy không trách móc Tuyết Băng, ngược lại còn khen nam nhân kia nữa. Theo như lời Đường Tam, cuộc chiến này là không thể tránh khỏi. Giữa ba người, nhất định phải có một kết thúc. Cuối cùng, nhìn Đường Hảo và Đại sư, Đường Tam liền đi tới và ôm lấy họ, xoa dịu đi những lo lắng trong lòng của hai người cha. Sau đó, ôm lấy Tiểu Áo và Triệu Vinh Vinh, rồi rót thần lực vào trong cơ thể hai người, Đường Tam cũng liền nói lời cảm ơn vô cùng sâu sắc tới họ. Và đáp lại, Tiểu Áo vui vẻ cười lớn nhìn Đường Tam nói: "Tiểu Tam, yên tâm đi, chúng ta không sao. Tuy vậy, phải cần một năm nữa mới khôi phục lại được." Nghe thấy vậy, Đường Tam rốt cuộc cũng yên tâm phần nào. Cuối cùng, nhìn Tiểu Vũ ngất đi trong lòng Liễu Nhị Long, Đường Tam cố kìm nén cảm xúc nhìn mọi người nói: "Bì Bì Đông, cho chúng ta thời gian 3 ngày, hiện tại chỉ còn lại 1 ngày 1 đêm. Cho ta 1 ngày khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, tái chiến với Bì Bì Đông và Thiên Nhật Tuyết, ta có niềm tin nhất định sẽ chiến thắng." Nghe xong, mọi người cũng hiểu Đường Tam muốn làm gì, bởi vậy họ cũng liền rời đi để anh ấy tĩnh dưỡng. Cuối cùng, khi tất cả mọi người rời đi, lúc này chỉ còn lại Đường Hạo, ông cũng liền nói với Đường Tam không cần phải đóng kịch nữa. Ông hiểu, ngay kể cả khi sống lại, muốn thắng hai vị thần cũng là điều rất khó. Bởi vậy, muốn đi, hãy bước qua xác của ông. Nghe thấy những lời này của phụ thân, Đường Tam cũng vô cùng khó xử. Lúc này, anh ấy chỉ có thể chậm rãi tiến tới và ôm chặt lấy người Đường Hạo. Sau đó, gương mặt thoáng buồn, Đường Tam nhìn Đường Hạo nói: "Cho dù là vì người hay Tiểu Vũ và mọi người, trận chiến này con không thể lùi bước." Nói xong, Đường Tam người dùng thần lực mở ra khe nước không gian và đưa Đường Hạo vào bên trong đó. Sau 2 ngày, khe nước đó sẽ tự động mở ra. Cuối cùng, tìm một nơi sau đó tĩnh tọa, Đường Tam cũng liệt tu bổ thần hồn của mình để bản thân đạt trạng thái tốt nhất trước trận chiến sinh tử. Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh, Đường Tam cũng đã hồi phục tinh thần và dần tỉnh táo trở lại. Lúc này, cảnh giới của anh ấy đã tiến bộ rất nhiều. Đến khi gặp lại mọi người, trước sự lo lắng của họ, Đường Tam liền nhìn mọi người mang theo vẻ mặt ôn nhu nói: "Mọi người không cần lo lắng, trận chiến hôm nay sẽ chấm dứt tất cả mọi chuyện, chúng ta đi." Nói dứt lời, Đường Tam của mọi người liền thẳng bước tiến về Gia Lăng Quan. Cuối cùng, trước khoảnh khắc sinh tử, Đường Tam ôn nhu nhìn Tiểu Vũ bên cạnh mình, cầm chiếc lược gỗ khẽ chải lên tóc nàng, Đường Tam ôm nàng vào lòng nói: "Tiểu Vũ, ta yêu nàng." Còn Tiểu Vũ, trong mắt khẽ rưng rưng, nàng ôm chặt Đường Tam đáp lại: "Nếu huynh thật sự yêu ta, hãy để cho ta vĩnh viễn ở cùng huynh một chỗ." Nghe thấy thế, Đường Tam liền hiểu ý nghĩa trong lời nói của Tiểu Vũ là gì. Cho dù có mở ra khe hở không gian và đưa Tiểu Vũ vào nơi đó, thế nhưng kết cục vẫn giống nhau mà thôi. Chính vì vậy, Đường Tam đã không làm như vậy. Cuối cùng, khẽ hôn lên trán Tiểu Vũ. Sau đó, thần lực tỏa ra, Đường Tam liền phóng người lên không trung, đứng sừng sững ở giữa bầu trời. Với anh ấy, đây sẽ là trận chiến sinh tử cuối cùng. Áo Tư Tả và Triệu Vinh Vinh đã mất đi hồn lực, bởi vậy sẽ không còn cơ hội nào để sống lại một lần nữa. Phía bên kia, cảm nhận được thần lực của Đường Tam, Bì Bì Đông và Thiên Nhiệt Tuyết vô cùng ngạc nhiên. Bởi vậy rất nhanh, thân hình trong chớp nhoáng khẽ động, họ cũng liền phóng người lên không trung đối diện với Đường Tam. Lúc này đây, mắt thấy Đường Tam xuất hiện, Thiên Nhiệt Tuyết có hứng khởi nhìn Bì Bì Đông nói: "Ta đã biết hắn sẽ không thể dễ dàng bỏ mạng như vậy mà." Thế nhưng, không chỉ có Thiên Nhiệt Tuyết, tâm trạng của Hồ Liệt Na cũng vậy. Nhìn Đường Tam, cảm xúc trong nàng đột nhiên lẫn lộn. Còn Đường Tam nhìn hai vị thần trước mắt, anh ấy liền lạnh lùng nói: "Bất ngờ lắm phải không?" Nghe thấy vậy, Bì Bì Đông liền đáp: "Bất ngờ thì sao, ta có thể lấy mạng ngươi một lần, tất nhiên sẽ có thể lấy mạng lần thứ hai."
Nghe Bibi Đông nói vậy, ngay lập tức Đường Tam cũng liền đáp: "Đúng là như vậy, thế nhưng hiện tại ta đã khác, chính là một hải thần đã đạt đến đỉnh phong, có lẽ ta vẫn sẽ bỏ mạng, nhưng mà ta cũng nhất định sẽ lôi kéo các ngươi cùng rời khỏi thế giới này." Ở phía đối diện, nghe những lời đả kích tới từ Đường Tam, ngay lập tức thần lực cường đại trên người Bibi Đông đã liền tỏa ra bao phủ nơi này lại. Bên cạnh nàng thì Nhiệt Tuyết cũng không kém, thần lực mạnh mẽ bạo phát, ngay lập tức nàng liền hướng về phía Đường Tam mà nói: "Lần trước người đã bị Bibi Đông lấy mạng, lần này lấy mạng người chỉ có thể là ta." Nghe thế vậy, Đường Tam vẫn im lặng, trên người hào quang tỏa ra, hải thần thần trang màu vàng kim khác hoàn toàn với màu lam lúc trước xuất hiện. Quả nhiên, Đường Tam cũng không có nói đùa, ngay khi thần lực phát động, một màu lam mênh mông chỉ trong tích tắc đã liền tỏa ra, bao trùm lấy nơi này. Bởi vậy, nhìn Đường Tam, Bibi Đông lập tức nhận ra cảnh giới của nam nhân kia hiện tại đã vượt qua mình và Thinh Nhật Tuyết mất rồi. Thế nhưng, biến hóa vẫn chưa hết, sau lưng Đường Tam, tam cánh rất nhanh đã liền dung nhập lại và trở thành hai cái cánh tỏa ra hào quang bao phủ khắp đất trời. Ở phía bên kia, thấy một màn này, Bibi Đông lập tức động thân. Đường theo đó, sau khi thân thể tách ra làm hai, nàng cũng liền phát động công kích về phía đối thủ. Thấy vậy, Thiên Nhật Tuyết cũng động thân, ngay lập tức nhân kiếm hợp nhất, một thanh kiếm khổng lồ tỏa ra màu vàng rực cũng liền đánh về phía trước. Lúc này, tam xoáy kích trong tay Đường Tam lặng im vung lên, một thức vô định phong ba bay ra, liền đón nhận công kích của Thiên Nhật Tuyết. Sau đó, thân ảnh đột nhiên tách ra làm hai, lập tức đón nhận hai đạo thân ảnh của Bibi Đông đang lao tới. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vô định phong ba đã liền khóa chặt thân thể của Thiên Nhật Tuyết, còn hai đạo thân ảnh còn lại, nó đã liền va chạm với hai đạo thân ảnh của Bibi Đông vô cùng kịch liệt. Cuối cùng, sau vài lần va chạm, tam xoáy kích của Đường Tam liền bị đánh bay lên không trung, điều này làm Đường Tam vô cùng ngạc nhiên. Thì ra, theo lời Bibi Đông, mặc dù thân hồn của Đường Tam mạnh hơn, thế nhưng khi tiếp nhận khảo hạch, Bibi Đông đã đạt tới 99 cấp, bởi vậy thân lực nàng lại mạnh hơn rất nhiều. Chính vì vậy, ngay khi đánh bay tam xoa kích, nàng liền lao về phía Đường Tam công kích tiếp. Thế nhưng, Đường Tam rất nhanh đã né tránh. Sau đó, anh ấy đột nhiên làm ra động tác vô cùng kỳ dị. Lúc này, nam nhân kia như bước vào một không gian khác. Cuối cùng, sau những động tác vô cùng ảo diệu, một đạo kim quang đột nhiên phóng ra, bay thẳng về phía Bibi Đông. Đối diện với nó, Bibi Đông cũng không biết là gì, bởi vậy nàng liền dùng tay đón đỡ. Còn tay còn lại, nàng liền điều khiển liêm đao phóng về phía Đường Tam. Ở phía xa, thấy đạo kim quang kia lao tới, Thiên Nhiệt Tuyết đột nhiên hét lên, kêu Bibi Đông không được trực tiếp đón đỡ. Sau đó, nàng liền lao về phía Bibi Đông và đẩy nàng ra xa, tránh khỏi đạo công kích tới từ Quan Âm Hữu Lệ. Còn đạo kim quang còn lại, nó rất nhanh đã liền bắn xuyên qua phân thân của Bibi Đông sau vũ hồn ngưng kết thành. Sau đó, nó liền phát nổ khiến phân thân kia bị phá nát và nổ tung. Cũng bởi điều này, Bibi Đông liền xuất hiện một cảm giác e sợ. Ngay lập tức, nàng liền kéo Thiên Nhiệt Tuyết lùi lại về phía sau. Còn Đường Tam, sau khi thi triển Quan Âm Hữu Lệ, anh ấy cũng liền dung nhập hai phân thân lại. Sau đó, nhìn Bibi Đông, anh ấy liền nói: "Mẫu mủ tình thâm, xem ra ta vẫn còn xem nhẹ tình cảm giữa hai người. Ta vốn không nghĩ Thiên Nhiệt Tuyết sẽ không cứu ngươi, nhưng ta sai rồi." Nói dứt lời, lam quang từ bốn phương tám hướng theo hai cánh của Đường Tam rất nhanh đã đi vào trong cơ thể anh ấy. Mà phía đối diện, Bibi Đông và Thiên Nhiệt Tuyết cũng vậy, năng lượng từ khắp nơi cũng đang từ từ dung nhập vào cơ thể của hai nàng, giúp thần lực của cả hai ngày càng trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng, trong tay Bibi Đông, toàn bộ liêm đao đã liền dung nhập lại thành một thanh ma liêm thật lớn đang không ngừng hấp thu khí niệm tà ác của nhân gian. Thiên Nhiệt Tuyết cũng vậy, thanh kiếm chỉ thẳng lên trời cao, năng lượng thái dương chân hỏa mênh mông cũng liền dung nhập vào cơ thể của nàng. Cuối cùng, thân thể khẽ động, Bibi Đông cùng Thiên Nhiệt Tuyết hai người liền cùng nhau hướng công kích phóng thẳng về phía Đường Tam mà đánh. Còn ở phía bên kia, đối diện với hai đòn toàn lực này, sau khi thần lực gia tăng tới đỉnh điểm, cầm toàn xoa kích huy vũ, Đường Tam như tia chớp liền lao thẳng về phía đối thủ của mình. Cùng lúc đó, một đạo kim quang đã liền bắn thẳng về phía Thiên Nhiệt Tuyết. Và chỉ trong tích tắc, ở giữa không trung, ba vị thần đã liền va chạm với nhau. Trong khoảnh khắc đó, tam xoa kích đã liền đánh bay la sát ma liên lên trời cao. Và nhân cơ hội đó, từ tay phải Đường Tam, một tiếng rồng ngâm vang lên. Ngay lập tức, nó đã liền đánh thẳng vào ngực Bibi Đông, chấn nàng bay ngược lại. Còn Thiên Nhiệt Tuyết, đối diện kim quang kia, đột nhiên nàng lại lựa chọn phòng thủ. Vì vậy, nàng đã rơi vào cái bẫy mà Đường Tam vừa giăng ra. Thế nhưng rất nhanh, nàng đã liền sửa sai, cầm thiên sứ thánh kiếm, nàng lập tức phóng thẳng về phía ngực Đường Tam đánh tới. Cũng bởi vậy, đón nhận một kiếm này, Đường Tam liền bị thương không hề nhẹ, còn Bibi Đông dù có bất tử kim thân, thế nhưng đồng dạng, nàng cũng chịu thương tổn vô cùng lớn. Tuy nhiên, Thiên Nhiệt Tuyết thì vẫn rất mạnh, bởi vậy, cầm thiên sứ thánh kiếm, nàng cũng ngay lập tức lao về phía Đường Tam truy sát. Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc mũi kiếm gần tới người Đường Tam thì ở phía xa, Tiểu Vũ ra một hồi ngưng tụ hồn lực, nàng như tia chớp, chỉ trong tích tắc đã lao lên chắn trước người Đường Tam. Lúc này, Thiên Nhiệt Tuyết chứng kiến tràng cảnh này, cánh tay nàng cũng hơi có chút do dự.
Rốt cuộc, nàng đã hiểu vì sao nam nhân kia lại chung thủy với Tiểu Vũ như vậy. Tuy nhiên, sự đố kỵ lúc này đã trào dâng, lấy năng lượng cuồng bạo tới từ Thái Dương chân hỏa thì nhiệt tuyết gầm lên hết lớn. Sau đó, cầm kiếm trong tay, nàng liền bổ thẳng về phía Đường Tam và Tiểu Vũ. Lúc này đây, buông tam giao kích trong tay ra, Đường Tam đã liền ôm chặt lấy Tiểu Vũ, tựa như không muốn rời xa. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như chậm lại, ánh sáng lóe lên. Chỉ trong tích tắc, thanh kiếm kia đã đánh trúng người của Tiểu Vũ. Thế nhưng, cũng đúng vào khoảnh khắc ấy, một luồng hồng quang từ trên người Đường Tam và Tiểu Vũ bất chợt bạo phát, sau đó liền bao phủ hai người lại bên trong. Thậm chí, khi thiên sứ thanh kiếm đánh vào, nó cũng liền phản chấn ngược lại, khiến thi nhuệ tuyết bị chấn bay ngược ra sau. Lúc này đây, thân thể Đường Tam và Tiểu Vũ đã hóa thành hư ảo. Trong khoảnh khắc thoáng chốc, hồng quang lóe lên quang mang rực rỡ. Từ trong thức hải của Đường Tam, hư ảnh Tu La Thần đột nhiên xuất hiện. Sau đó trải qua một hồi truyền đạt, Tu La Ma Kiếm đã liền được ông trao lại cho Đường Tam. Bởi vậy, ngay lập tức cầm Tu La Ma Kiếm trong tay, nương theo đó một luồng năng lượng kinh khủng khiếp trở bạo phát. Lúc này, hồng quang bên ngoài đã ngưng tụ lại, thân ảnh Tiểu Vũ cũng liền biến mất, chỉ còn lại Đường Tam với một màu đỏ rực mà thôi. Còn Bì Bì Đông, lúc này nàng đã vô cùng sợ hãi. Nàng không tin được, chớp mắt mình lúc này lại chính là Tu La Thần, phi thân khắc chế của nàng. Nghe thấy âm thanh của Bì Bì Đông, thì Nhiệt Tuyết cũng cảm thấy kinh ngạc. Không thể ngờ, Đường Tam lại liền lúc có được hai thần vị. Còn Đường Tam, lúc này, nhìn ánh mắt anh ấy vô cùng đáng sợ. Sau đó, nhìn về phía hai người chớp mắt, Đường Tam gần giọng nói. Kinh ngạc lắm phải không? Ta cho người biết đáp án, đây chính là dung hợp kỹ của ta và Tiểu Vũ, song thần cùng tồn tại. Nói dứt lời, cầm Tu La Ma kiếm khổng lồ trong tay, Đường Tam liền chậm rãi hướng về phía trước. Nương theo đó, hồng quang đã bao phủ khắp đất trời. Chứng kiến cảnh tượng này, mạnh bị áp chế lại sự sợ hãi, thì Nhật Tuyết liền hướng về phía Bì Bì Đông nói. Liều mạng đi, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Nói dứt lời, ngay lập tức, lấy lực lượng cực kỳ mạnh mẽ tới từ Thái Dương Thiên Sứ, một hư ảnh thiên sứ thần cũng liền xuất hiện sau lưng. Thanh kiếm chỉ lên trời cao, một cách toàn lực mạnh nhất từ trước tới giờ liền được nàng đánh thẳng về phía của Đường Tam. Thấy con mình như vậy, Bì Bì Đông cũng tỉnh táo lại, màu tím đen trên người nàng lại bùng lên mãnh liệt. Thanh liêm đao khổng lồ trong tay bành trướng, chỉ trong phút chốc, nó đã liền bạo nộ hướng thẳng về phía Đường Tam mà đánh. Mắt thấy song thần dùng toàn lực công kích từ trên cơ thể Đường Tam, lúc này một màu đỏ rực đã liền trào dâng. Sau đó, cầm Tu La Ma kiếm trong tay, Đường Tam cũng liền gầm lên, sau đó bổ thẳng về phía người của Thi Nhật Tuyết, đánh bay đòn công kích toàn lực kia đi một cách dễ dàng. Chưa dừng lại, Tu La Ma kiếm thu về, ngay lập tức nó đã liền chặn lại La Sát Ma Liêm ở trên đỉnh đầu của mình. Trong khoảnh khắc va chạm, hồng quang bạo phát đã liền đánh bay đi tử khí màu tím đen trên thanh liêm đao kia đi. Sau đó, trên miệng gầm lên, cầm Tu La Ma kiếm chỉ về phía trước, một thức Tu La công lý và phán quyết đã liền đánh về phía của Thi Nhật Tuyết. Mắt thấy con mình bị công kích, Bì Bì Đông gầm lên. Lúc này, nàng đã vượt toàn lực để liều mạng ngăn lại Tu La Ma kiếm của Đường Tam. Còn Thi Nhật Tuyết, lúc này đây, đứng giữa không trung, nàng gầm lên, nhưng theo đó một mặt trời sau lưng cũng liền xuất hiện. Lúc này đây, năng lượng trên người nàng đã bạo nộ tới một trạng thái vô cùng kinh khủng. Sau đó, chỉ trong tích tắc, đã liền đánh về phía Đường Tam. Còn Đường Tam, đối diện với nó, hấp văng Bì Bì Đông ra xa, anh ấy liền chuyển thân vị thành hải thần trực tiếp đón đỡ một đòn đang lao tới. Trong khoảnh khắc va chạm, Đường Tam liền bị chấn bay lùi lại, còn Thiên Nhật Tuyết lần liền lao tới tấn công ngày càng mãnh liệt hơn. Lúc này đây, nàng đã phá nát toàn bộ mọi thứ để quán chú lực lượng vào thiên sứ thanh kiếm, ngay cả thần vị nàng cũng đã phá nát. Một kích này chính là một kích mạnh nhất, cho dù thành công hay thất bại, nàng cũng không còn là thần nữa. Và đối diện với nó, Đường Tam cũng liền vận ra toàn lực, lấy lực lượng mạnh nhất tới từ thần vị hải thần, cầm tam xoa kích, Đường Tam cũng liền gầm lên, sau đó trực tiếp đánh về phía trước, va chạm cùng thiên sứ thanh kiếm. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ chưa đầm ầm bạo phát đã làm nơi đây rung động kịch liệt. Lúc này, khắp đất trời theo đó cũng muốn nứt ra, kinh khí tung bay tứ tán làm những người ở dưới cũng không chịu được áp bách mà phải tránh ra xa. Khi mọi thứ dần tiêu tán, thì Nhật Tuyết cứ thế rơi xuống phía dưới. Còn Đường Tam, màu đỏ của Tu La Thần đã liền xuất hiện. Ngay lập tức, cầm Tu La Ma kiếm, anh ấy liền phóng người lao theo truy sát Thi Nhật Tuyết. Lúc này, trước mũi kiếm của Đường Tam, thì Nhật Tuyết vô cùng thanh thản, thanh âm bất chợt vang lên nói: Bì Bì Đông, người đã ban cho ta sinh mệnh, ta cũng trả lại cho ngươi cả tính mạng mình. Bây giờ ta đã không còn nợ ngươi gì nữa. Đường Tam, có thể bỏ mạng trong tay nam nhân mà ta yêu nhất cuộc đời. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất của ta. Nói dứt lời, hai mắt Thi Nhật Tuyết nhắm lại, giọt nước mắt trên gương mặt kiểu diễm của nàng cũng liền rơi xuống. Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc đó, đột nhiên, ở phía trước người nàng, Bì Bì Đông chỉ trong thoáng chốc đã xuất hiện và đỡ tay nàng một kích. Mở mắt ra, chứng kiến chuyện này, Thi Nhật Tuyết liền khóc nấc, trên miệng cũng liền gào lên một tiếng thê lương. Còn Đường Tam, lúc này, anh ấy cũng không tiếp tục truy sát nữa, mà liền xoay người dừng lại giữa không trung.
Lúc này đây, dựa vào một chút lực lượng còn sót lại, Bỉ Bỉ Đông liền xoay người chậm rãi rơi xuống mặt đất. Sau đó, nàng cũng liền ngã quỵ xuống mặt đất. Chứng kiến chuyện này, những giọt nước mắt của rất nhiều người đã rơi. Đồng thời, vào lúc đó, họ cũng liền chạy đến bên nàng. Cuối cùng khi thấy đại sư, Bỉ Bỉ Đông liền thều thào nói: "Tiểu Cương, ngươi chắc là hận ta nhiều lắm, nhưng mà ngươi biết không, ngươi chính là nam nhân mà ta yêu nhất trong cả đời mình." Cuối cùng, sau khi nói những lời này, Bỉ Bỉ Đông cũng liền giải thích cho đại sư biết về chuyện xảy ra khi trước. Nghe xong, đại sư như ngã gục, thật không ngờ người con gái mình yêu lại chịu nhiều ủy khuất và đau đớn như vậy. Còn Bỉ Bỉ Đông nhìn sang Thi Nhật Tuyết, nàng cũng kể cho con mình nghe về sự tình năm đó. Nghe xong, Thi Nhật Tuyết nước mắt cứ thế tuôn rơi như mưa, thật không ngờ bao nhiêu năm nay nàng lại trách nhầm mẹ của mình. Cuối cùng, sau khi nói với Thi Nhật Tuyết, Bỉ Bỉ Đông liền hướng về phía đường Tam xin nam nhân kia tha cho con gái mình và Hồ Lít Na. Và trước lúc hơi thở gần như chấm dứt, nàng cũng liền nói với mọi người không nên vì nàng mà báo thù, chỉ cần có thể sống, như vậy nàng cũng vui rồi. Nghe xong, Thi Nhật Tuyết liền không nức lên, trên miệng nàng cũng liên tục gọi Bỉ Bỉ Đông một tiếng: "Mẹ." Nghe thấy vậy, Bỉ Bỉ Đông chợt nở một nụ cười hiền hậu đầy mãn nguyện. Sau đó, ánh mắt của nàng từ từ nhắm lại, sinh mệnh của nàng cứ như vậy kết thúc. Ở một nơi khác, trong không gian hư ảo, Hải Thần và Tu La Thần đang tranh cãi hết sức quyết liệt, hiển nhiên là vì Đường Tam. Thế nhưng dù thế nào, Hải Thần cũng không thể làm gì được Tu La Thần, bởi vì Tu La Thần chính là một trong năm vị chấp pháp giả ở tại thần giới. Thế nên, chuyện ông làm cũng không có ai biết, bởi vậy Hải Thần cũng không thể làm gì. Tuy nhiên, trong lúc hai người đang nói chuyện thì ở một nơi gọi là Ngũ Hành Đại Lục, học trò của Tu La Thần đột nhiên bị người khác lấy mạng. Bởi vậy, ngay lập tức, Tu La Thần liền được hai vị thần vương triệu tập và không chậm trễ, Tu La Thần đã liền rời đi. Thời gian trôi qua, vài năm sau, ở tại một thôn nhỏ nơi Đường Tam sinh ra, ở đầu thôn, một chiếc biển đã được thay mới. Bởi vậy, ngay lập tức có người liền hỏi Kiệt Khắc Gia Gia về việc này. Và đáp lại, ông tự hào ngửa mặt lên trời nói: "Các ngươi biết không, đó là bởi vì thôn chúng ta đã sản sinh ra một vị thần." Đến đây thì hết phần 1 của Đấu La Đại Lục. Hẹn các bạn ở phần 2 của Đấu La Đại Lục nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.